thế nào dịu dắt như sao, trời mưa ngồi rất thử thách, thử ví dụ coi ra sao, coi mình có thể rất tự do những từ ngữ hay không. Rắp 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 việc nguyên mang nằm thu hướng đến cho tôi cảm nhận được điều gì đó trong từng câu hát. Từ hồi nhỏ tôi đã từng nghe rắp 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 nghe từng điện phần nghe rất là hay, và bây giờ khi cảm nhận từ lời nói vào những nhịp cũng rắp có ra sao. Có hay coi mình có phù hợp thử rắp chơi coi như thế nào trong trời mưa gió, có buồn hay không ta đều có. Bầu trời này có nhiều tinh tứ sao, băng sau mây sau mưa đồ đều có cả. Thế giới này có bao nhiêu người, trên thế giới này nhiều người lắm. Ta ở giữa không trung, ta ở trên trái đất này đều cảm nhận không khí. Không khí làm ta sự sống làm nên tất cả. Bởi vì ta hãy thử những điều chưa từng thử, để biết rằng ta có thể làm hay không.